Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Có liệu này, ok. Thằng nào dám lại gần đây? Một phát hai đứa lên bảng điểm số. Thế nó nhanh gọn anh em ạ. Đơn giản là trận này kẹo có luôn phóng liệu điều trận mà. Người ta gọi là một quả phóng liệu trúng luôn hai mục tiêu anh em ạ. Đây theo em. Đâu hả em ơi? Qua hạ nó các bạn ơi. Ơ, à, em bắn ngu rồi. Cứu anh, cứu anh. Mình tưởng là mình đổi qua tay không rồi, đậu xanh. Nó chưa qua tay không anh em ạ. Đâm ra tự nhiên là một quả chết ngu này. Hơi buồn. Hết đạn rồi hả? Hết đạn rồi, vứt thôi. Tới tạm khẩu này với mật Việt Nam này. Em ơi, chờ anh xíu, anh chưa còn máu. Chắc là em không nghe được gì. Em nghe được. Nghe được, sao không nói anh? Thế chờ anh xíu chứ, còn gì nữa. Khổ anh đã chưa có máu gì, sao em cứ chạy qua. Thì em biết phải làm sao bây giờ. Thì kệ anh. Giờ em chết rồi sao, còn gì nữa. Thì... đây mày, có đứa này. Đây có đứa này em ơi. Có đứa này em ơi. Đây đây đây. Có đây hỗ trợ anh. Để em, mau nó. Cứu anh. Mai anh có like đâu, no, like không? Mai vẫn like bình thường nha các bạn ơi. Cô ra đây em. Cần máu đã anh em ạ. Phía trên có người nhá, từ từ. Từ anh còn máu đã nha em, rồi chạy sau. Rồi ok đi em. Đi bây giờ mình lên này. Lên thẳng phía 150 nha em, có người đấy. Nãy có mấy team nó cứ lia nhau mà. Mình đã có được ngay một khẩu Sky anh em ạ, cũng được. Ngon lành. Thế người đâu nhỉ anh em, nãy thấy mấy ông này bắn gắt ở trên này cơ mà. Giờ lại không thấy ai à? Hay là mình nhìn sai hướng nhỉ, chắc là nó ngay cái phía giữa đồi thì phải. Không phải mãi qua phía này à? Để coi. Cơ bản tôi thấy công bắn nhau gắt quá mà, đây đây. Nó đang ở cái phía này. Em ơi, 280 nhá. Nhà máy xanh. Nó vừa chạy ra ngoài em ơi, đang canh mình này, đang canh mình này, đang canh mình này. Đây em, anh đây. Anh hạ nó ok nhá. Ok em ơi. Một đứa ở dưới, xong. Clear 2. Xuống đây em. Nhưng mà bọn này không có máu này. Em có máu không, bên anh từ máu. Em có máu không phương anh. Em có máu rồi. Ở đây. Không có, em vứt cho anh ấy, tại anh hết máu mà. Đâu anh xin. Ok anh xin. Để anh bơm máu đây em ơi, đừng chạy vội nhá. Thích chạy. Thế em có chạy trước thì em sao mà anh chạy theo được. Đi em. Đây coi nào các bạn ơi. Của em ơi. Dính ngay mịt của nó này. Đứng gần rồi đó. Thế đi thì em bây giờ mình lên cổng trời này. Cổng máu đi, anh chờ. Anh canh cho. Canh cho. Có sao nữa, thì anh không canh cho em, để ai canh cho em. Đi. Em chỉ cần anh. Nói gì đâu. Đặt mìn ấy. Cũng được, đặt mìn thì đồng đội dẫm vào không sao em ạ. Thì dã vào là không nổ ấy, dã vào nó vẫn như vậy thôi à. Có mình tự nhận là dã vào là mình đai. Trên này không có gì cả em ơi, bây giờ mình lên cổng trời nhá. Đi em. Hello các bạn, và chúc các bạn xem live vui vẻ nhá.
Xin cảm ơn 1134 bạn đang xem live trên kênh của Sĩ Kẹo. Anh em nhớ chia sẻ livestream để ủng hộ cho mình nhá. Thì kêu mọi người. Anh nhớ mọi người nhớ em chia sẻ livestream. Cái gì nhỉ? Sao em? Bà Sĩ Vlog. Em có giáp mấy rồi? Không có giáp à? Anh chưa giáp nào. Thế đây anh vứt cho cái giáp 3 này. Em ơi, có một team vừa đấy này, có một team vừa đấy em ơi. Chạy ra ngoài em ơi. Nhanh support anh không cho nó hạ anh bây giờ. Một đứa này em ơi. Đây này em ơi. Ok xong. Càng quá các bạn ơi. Này này. Anh vứt cho cái giáp mới đây em ơi. Này, giáp 3 này. Có lượm giáp chết đi em. Anh lượm đi. Đây em có giáp rồi. À ok. Tại chúng đến gấp quá, may là anh vẫn xế kịp được. Game bây giờ nó đang lỗi tiếng xe, nhiều khi là xe đến mà anh em không nghe thấy tiếng xe đâu. Game rất nhiều máu. Mình có một túi máu anh em ơi, vào nhà bơm máu thôi. Em quả tự nhiên thấy quả hai thằng phi xe đến, sợ vãi chửi anh em ạ. Cầm súng xế vội. May vẫn sống được. Giờ mình xem ra ngoài, mình xem gài mịt và hai hầm sắt này coi. Một hầm sắt này, ôi mình gài cả hai quả vào đấy rồi, thôi kệ đi. Em có thử máu không, cho anh thử máu nào. Không có. Thế cho anh thử máu đi. Ấy hết máu mất tiêu rồi. Đâu em? Ok anh xin. Cuốn máu cho full anh em ơi, chơi game cho tự tin nhé. Thế bây giờ anh em chuẩn bị lên cổng trời nào. Đi em. Lên cổng trời tao nha. À, xin cả với đâu hả? Không. Đâu gọi bà sĩ. Đăng ký kênh của bà sĩ Vlog để bà sĩ Vlog có thể đạt được 2 triệu. Em ơi, ở phía này với kem nhá. Đấy nó đang chạy kem này. Anh thấy rồi. Anh thấy rồi nhá. Ngay chỗ nhà mày xanh nha em. Đấy nó đang chạy này. Rồi, hay quá. Headshot. Ở đấy có một cái mìn của anh đấy, thì em xuống em cứ lượm sát đi. Anh nhớ là anh gài cái mìn ngay cửa thì phải. Không nhớ nữa. Đây các bạn ơi. Ok không có gì cả, an toàn nhá. Còn máu đây em. Em lượm 2 tí máu đi. Đấy còn 2 tí máu lượm đi em. Thôi anh. Thế nhưng lượm rồi. Lượm rồi đây, thế anh lượm xong. Em có mấy tí máu rồi. Ok. Em có mấy tí máu rồi phương anh, xong chưa đi. Thế trên. Em mấy tí máu rồi. Ba. À ok, thế được rồi. Thế nào mọi người ơi. Bây giờ là còn lại 16 người chưa nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Cố gắng săn thêm mạng và kiếm top 1 nhé các bạn ơi. Lấy con nào chúng ta sẽ lên cầu trời một xíu nha. Xem là để kiếm thêm mạng mà. Hello anh em. Đây lên phía trên nhà các bạn ơi. Xem là người đâu cả rồi này. Wow. Qua phía đây coi. Ủa em ơi, trường học có người nhá. Đây em có hai hướng nhá, mình cứ qua trường học mình. Wait, đấy. Cẩn thận nha mày, em cứ ở chỗ đấy đi. Chỗ này bán đông quá mà. Vậy em vào cẩn thận đi. Đây, đứng gọi lại phía sau. Em chạy ra phía sau đi. Bây giờ là có hai hướng đây có người cả. Đấy, một hướng là hông nữa này. Từ từ anh quần máu đã, xong rồi mình qua mình xử lý. Ở hướng hông đây em. Đây, để anh qua cho. Đi em. Ngay chỗ này có người nhá. Móc thẳng xong bóng keo cho nhà em. Lên bản điểm số này. Máu châu vậy. Đây em, ở đây có một đứa nữa nhá. Cẩn thận nha em. Không hiểu sao mình bị rút full đồ à. Không rút được nữa anh em ơi, đậu xe này. Uê. Đấy anh giỏi quá nhỉ. Thế xem là anh sẽ lượm thêm máu này. Lượm thêm máu các bạn ơi. Ủa mình không rút được thêm đồ nữa hả? Hơi lag hả? Lượm thêm máu này các bạn ơi. Hôm sau bị lag à, không rút được đồ anh em ạ. Em để ý nhá, ngay phía sau mình có người đấy.
Em gầy mìn phía trên hả? Ừ, em gầy mìn đấy. Thế không sao. Đồng đội đi qua không sao đây. Phía sau mình ở ngay phía NE có người nhá. Em cẩn thận nhá. Mình lấy cái giảm thanh đã anh em ạ. Ủa? Full đồ không lập được hả? Ok đây đây. NE có người nhá em. Cứ vào trong bo chỗ là chạy cẩn thận săn nó. Để xem mấy đứa ở NE nào. Chưa thấy đứa nào chạy bo cả em ơi. Chờ anh xíu anh chạy chậm chậm anh canh tụi nó mà. Cái bọn NE này, à đây rồi, à đây rồi này. Hai đứa NE anh em ơi. Hai đứa NE anh em ơi. Đậu xe này chạy đi các bạn ơi. Nốc 1 nhé này. Lên bảng điểm số này. NE hướng bên em ấy có một cái xe lam nha em. Thấy cho em. Bên này này, ngay phía 30 độ có một xe lam nhá. Anh vừa hạ thằng bạn đó rồi. Nó chạy xuống dưới thung lũng rồi em ạ. Để anh coi. Ok. Anh thấy nó chạy xe lam ấy. Đi. Giờ còn lại có 6 thằng nữa mà thôi anh em ơi. Cố gắng chơi rồi là chúng ta sẽ kiếm top 1 ở nhà anh em. Thế ông nào đặt tên quả Ronaldo fake kill nhiều mạng phết nhỉ anh em. Wow. Giờ còn lại có 4 mạng nữa à. Như vậy là còn lại 2 team nữa anh em ơi. Chạy cẩn thận nha em. Ở đây mình chạy theo đường vào này, đừng từ chạy thẳng xuống. Chạy theo đường vào này là ok này, mình vào trong bo. Đấy anh chạy qua cái phía thính trước này, thính 195 ấy. Đi IBM có đấy chưa? Đâu rồi em? Đây chị nhanh anh chờ. Phía dưới này kẹo chưa thấy ai cả anh em ơi. Để xem là thí nhanh chúng ta sẽ có gì nào. Hồ Doan. À, ra này ngon, cũng được. Lấy con này sấy cho đã anh em ạ. Ok. Thế là bây giờ chỉ còn lại 3 đứa. 3 đứa thì mình trang bị đồng 3 thôi. Không cần là phải chơi giảm thanh nữa. Ok, ui pin yếu rồi. Thế đây coi nào. Đi mày, còn 3 đứa nhá. Chạy từ từ thôi nha em, đi đi. Em vào tạm cái tròi ở trong đi. Ở trong có một cái tròi ngay phía 300 độ đấy. Lên tròi ngồi tạm là ok nhá. Chờ cho nó xem cho nó ở đâu đã anh em ạ. Xong rồi chúng ta mới chạy bo nha. Sao nào cái mìn ở ngay chỗ này vậy. Vô đậu xanh. Phía sau em ơi. Phía sau nha em. Đấy. Chờ anh xíu nào. Để lên tròi đã. Lên tròi đây rồi nhé, bây giờ từ kia chạy xuống là anh xấy cho xanh mộ luôn, không biết nào ở đâu ấy. Em tròi đây em ơi. Này chạy theo phía này lên tròi. Em thấy được chưa? Phương anh ơi, lên tròi phía này với anh đi. Nó tròi bên cạnh thôi, lên được, không sao. Đấy ngồi tạm chỗ này nhá. Một đứa ngay phía sau để em xem anh dình nó cái đã. Kill nốt nó là chỉ cần xử hai team, à quên hai đứa ở phía trước nữa thôi, là ok. Chắc trên tròi thôi em ạ. Nghe được không phải anh? Không hiểu sao chắc lại mất sóng hả? Để anh xem bo lúc nào bo gần thu mình chạy sau, bây giờ hạ cái nốt thằng ở trên tròi đã. Nó chạy kém ơi. 120 nhá. Lên bản số này, ok em. Đi bây giờ xuống dưới thêm. Hai tầng cuối nữa các bạn ơi. Để mình xem mình bắn luôn cái này này. Không tí gấu chạy nhầm thì thôi sau. Ok đi em. Biết ngay mà gấu chạy theo phía đấy mà anh em ơi. May là mình có canh sẵn nhá. Đây lên tạm chạy qua phía nào với các em ơi. Mình lên cái bệ này này. Đừng chạy xuống dưới. Thằng nào vừa đu dây ấy. Anh vừa nghe thấy tiếng có đứa vừa đu dây. Tớ nước hả? Ok em, để anh coi nào.
Lấy lộn súng nữa cơ các bạn ơi. Còn lại hai thằng cuối mà thôi. Anh chưa thấy hai thằng cuối đâu cả em ơi. Thế từ từ đây này. Mình chạy vào trong này anh em ơi. Có thể là hai đứa cuối nó thủ nhà chẳng hạn này. Cố gắng kiếm làm trận top 1 nhỉ anh em. Quay mày, anh thấy rồi. Anh phía nhà kia nhá. Từ từ em ơi. Căn nhà 330 nha em, đây đây. Qua đây em ơi. Một đứa vừa chạy qua này. Em ơi đúng rồi, một đứa vừa chạy qua nhá. Quần hồng em ơi. Đây này. Đây mày. Bạn chạy với anh à? Ui bạn ơi, bạn chạy với mình hả? Đậu xanh này bạn ơi, trong nhà nha em. Trong nhà nhà em ơi. Nó chạy ra ngoài rồi. Đây mày, đây mày. Ok, xong nhá. Còn một thằng cuối nữa để xem anh quần máu nào. Quần máu full cái đã anh em ơi. Thì chơi game mới tự tin được. Đây em, chờ anh xíu. Toàn trang bị ngon thôi mọi người ạ. Xem là thằng cuối đâu. Thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em. Cẩn thận nó gài phun mìn nữa thì hơi chán đấy. Mình chưa thấy vị trí thằng cuối đâu cả này. Bên ngoài này không có đâu em ơi. Phía sau này em ơi. Chắc là phía sau rồi. Ủa đâu vậy? Bên trên này hả? Em thấy thằng cuối chưa? Chạy nhanh vậy, mic thì chẳng bật nữa cơ, anh không nghe được gì em nói. Chắc kiểu này nó trong nhà thôi em ơi. Thấy chưa em? Bom bên này mà mình không cần qua đâu. Bom ngay phía này cần gì qua em. Trận này khả năng cao top 1 rồi nha em ạ. Thằng kia có mặt trận đường trời. Ủa? Nó đâu rồi vậy? Nó cắn máu ở chỗ này à? À đây rồi. À đây rồi này, yes. Nhân giống anh em. Top 1 10 kill quẻ nào, yes. Đây em ơi. Top 1 rồi các bạn ơi. Yes, như vậy là ở trong cái ván đấu này Cạo đã có được top 1 với 10 kill nhá. Ok, ngon lành nha anh em ơi. Quá rất tuyệt vời luôn với 10 kill top 1 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.